Uyên xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của Uyên Cuộc Sống Đức. Thời điểm này khách đến đảo rất là đông cả nhà do các bang khác họ có kỳ nghỉ á. Nhờ có kẹt xe mình mới quay được những cận cảnh những cái cuộn rơm mình cho cả nhà xem á. Thường ở đây thì cái đoạn đường này thì quy định là 80 km/h. Ông xã mình chạy đúng tốc độ lắm, quy định như là chạy hết nhiêu vậy đó. Thực tế ở đây mà chạy chậm hơn thì ảnh hưởng tình trạng kẹt xe đó cả nhà. Do đó người Đức họ tuân thủ lắm, không có chạy chậm, chạy đúng hoặc là hơn nè. Ông xã mình bị bắn tốc độ hoài, nói chạy hơn cho vui vậy thôi chứ mình phải chạy đúng tuân thủ luật giao thông nha cả nhà. Hên xui à, ổng bị bắn tốc độ đoạn đường này hoài luôn á. Họ đặt những cái camera mà di động á, bữa nay đặt chỗ này mai đặt chỗ khác, bị hoài luôn. Đây là một cái quán ăn trưa ở gần nhà Uyên á, thì ở đây họ có bán ăn trưa nè, rồi có bán cửa hàng thịt nhỏ và tiệm bánh, thì cái đó là tư nhân họ kinh doanh ba cái mặt hàng như vậy đó cả nhà. Hôm nào Uyên dẫn tụi nhỏ sang đây ăn mới được. Hôm nay thì coi ông xã Uyên ăn coi giá cả và nó có ngon không nha cả nhà. Uyên đang uống là bitter lemon, nó là chanh á, giống như nước chanh có ga vậy đó. Còn đây là cái bánh mà mình yêu thích. Hồi trước á, mười mấy năm trước á, là mình ăn bánh này ở metro, mình thích cái bánh này, mình chuyên ăn cái bánh này thôi. Thì ăn cái này nó giống như bánh su của Việt Nam mình thôi vậy đó. Nó có đặc biệt, nó có sô cô la ở trên thôi. Nó nói là lý bè snorkel, nó là cục xương yêu dấu. Mình dịch vậy thôi với cả nhà, snorkel là cái khúc xương á, còn lý bè là yêu thương thân mến đó cả nhà. Còn đây là đĩa thức ăn trưa của ông xã Uyên á. Thì là hôm nay là cái món đặc biệt ở đây nè. Hồi nãy nói tên nhanh nó Uyên không có nhớ. Thì đây là cái khoai tây chiên giòn. Còn cái thịt bò, nấm và nước sốt. Uyên không có thích ăn đồ
có nước sốt nên mình không có gọi mấy món này. Ăn cái bánh gì đủ rồi, có đói bụng về Quyên ăn mì gói hoặc cái gì theo kiểu nóng cay mới được. Quyên ăn gì Quyên không thấy khó chịu lắm. Cả nhà coi giá nó rất là đắt nè, cái đĩa thức ăn á là 18 đồng khoảng 500 ngàn, còn cái ly nước mình uống á là 54 ngàn đi ha. Còn cái bánh mình ăn á thì nó khoảng coi 3 đồng mấy thì khoảng gần 90 ngàn. Còn cái ly bia của ông xã mình á thì nó là khoảng 80 ngàn. Cả nhà thấy không, đi ăn ở ngoài gì mắc lắm. Nếu mà ngày nào hai chồng mình cũng ăn gì hết á thì không có tiền dư đâu cả nhà, nuôi hai đứa sao nổi. Do đó tụi mình ăn ở nhà để tiết kiệm đó, chứ ăn ở ngoài quán thì ai không muốn đỡ nấu. Nhưng mà cả nhà thấy mắc không mà Quyên ăn không có được thì có làm sao Quyên nói vậy, chứ không phải mình chia sẻ là mình khoe mình ăn sang gì nha cả nhà. Mình chia sẻ là cuộc sống thật ở bên đây nó như vậy đó. Đi làm thì lương thì cũng cao thì chi phí nó cũng cao thôi, ở đâu nó cũng vậy thôi đó. Cả nhà thấy mình chia sẻ nhiều thứ để mình biết, cho cả nhà biết tại sao mình tiết kiệm. Tại vì chi phí ở đây rất là cao, mình còn phải thủ thân gì già nữa cả nhà. Già mình không đi làm rồi mình đâu ai nuôi mình đâu. Sau này thì Quyên về già thì Quyên có tiền lương hưu, tại hiện giờ thì Quyên đi làm thì có đóng bảo hiểm hưu trí đó cả nhà. Nếu thời điểm này mà tính thời điểm mình nghỉ hưu thì mình tính thời điểm này mình nghỉ nha thì được là 120 rô mỗi tháng, sống cũng được, ăn bánh mì không à. Cả nhà biết ông xã Quyên đang làm gì không? Phá nhà chứ làm gì. Lý do là ảnh hứa với mình á, năm nay ảnh làm cái nền này cho tụi mình. Năm ngoái thì tụi mình mới sang chỉ ở tạm thôi, nhà sửa từ từ. Thì năm nay ảnh làm nền lại. Mấy cái tròn phá vách này em tuyên ngôn nó khó lắm cả nhà. Nhẹ thôi con. Quét đi con, lấy này quét nhà mẹ đi con. Rồi quét đi, quét đi con, cái vừa quét, lấy cây chọi quét. Nó cũng đây em đi. Đây trên bàn kìa, trên bàn kìa. Quét. Quét đi con. Con làm gì vậy? Con quét đó hả? Giúp ba đó hả con? Làm được không được mẹ làm cho. Biết làm hả? Con thích làm lắm mà. Rồi mấy cái đờ, mấy cái nhỏ nhỏ còn lại mẹ hút bụi vô nha. Trời ơi. Hai đứa con thương nhau lắm hả? Thương nhau nha không? Lia, Lia thích bóng đá hả? Lia thích bóng đá nữa hả con? Ngồi thẳng lưng lên nha con. Aber die müssen ja auch erstmal treffen. Ja, stimmt. Also, es kann auch jetzt noch vorbei.
Sao con? Con muốn làm thủ môn hả? Đứng chập banh hả? Lia thích chập banh à? Hôm nay thì Nguyên chia sẻ video một ngày sinh hoạt của gia đình Nguyên á. Thì Nguyên cảm ơn cả nhà đã theo dõi video nha. Xin cả nhà hãy bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo của gia đình Nguyên. Nguyên chân thành cảm ơn cả nhà.